Sương ấy, mình chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại xưởng tiệm Cúp Liền nha bạn. Địa chỉ là chợ Nhân Viên, huyện Cà Mau. Hôm nay mình xin giới thiệu những cái máy anh Hiền mới về trong nghe nè, mới vừa cập bến ha. Dòng máy Yanma Hikuta. Rồi anh Hiền sẽ test đại diện một con cho anh em xem ha. Đây, anh mới về một cặp Yanma 4T 86. Đây, đây Yanma 4T 86 nghe nè. Thì hồi anh Hiền sẽ test con này cho anh em xem ha. Máy này mới về, Yanma 4T 86. Mới về khoảng mười mấy con nghe nè. Rất là nhiều máy ha. Đó cũng như 4T 84 gì vậy? Turbo. Con đó là turbo gin đúng không Đạp? Dạ. Cái con có turbo đó. Nè. Không có thằng cái turbo kìa. Turbo kìa đó. Nè. Có lúc kia kìa. Ừ. Nó cũ. Nó cũ mà turbo gin nó chế vậy. À, nó turbo chế hả? Con này thì cũng máy cũ. Con này thì đã qua sử dụng rồi nè. Turbo thì turbo gài ha, turbo chế. Mới về mấy con này nè. Rất là nhiều máy ha. Anh em mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ ha. Con cua tàu 4 nữa. 4 bên đây. Bên đây thì bên đây Yanma. Yanma 3T 63 6672 có người nam mình. Đây. Một xíu anh Hiền sẽ đề con này ha. Đây Yanma 4T 86. Nó sẽ thấy lên cho mình quay chi tiết rõ lại ha. Tại thì mới về thì em nói giả còn nằm ở trong đó thì mình sẽ quay không mấy chi tiết không rõ. Đây. Về rất là nhiều máy luôn anh em. Không sẽ còn ha. Con đẹp này. Này thì còn cái bô kim luôn nghe nè. Này cũng như 4T luôn nha. 4T. Đây còn cái bô kim nghe nè. Bô kim rất là lớn ha. Đây. Con này thì ba T. Thời gian mình như 3T 82 84 gì đó. Này thì Cuta 4 đã qua sử dụng 105 anh em ơi. Cuta 4 105 đã qua sử dụng ha. Vậy thì em có bán máy cũ rồi trao đổi máy để thử anh em ơi. Máy cũ máy mới thì đúng ha. Tại khu nhà anh đang làm hàng cộng cho khách á. Anh em có nhu cầu sử dụng được hàng ha. Tại anh đang làm dàn cầu cho khách nha bạn. Mình sơ sơ nét sự tiện bên hàng cho anh em xem ha. Chuyên về bán máy để có dàn cầu. Tại hiện tại anh đang làm cho khách một cái bộ Yanma 3T như 66 này nè. Đang là trong quá trình hoàn thiện dàn cầu ha. Yanma 3T 66 đang vô full như nóc, vô rồi nóc hết. Anh đang trong quá trình hoàn thiện anh em ơi. Con này thì Yanma 3T 72 các bạn, xin lỗi các bạn ha. Yanma 3T 72. Mình đang có hút ngược ha, 18 ngược. Thì là anh đang làm cho khách cái con Yanma 3T 72. Đây, Yanma 3T 72 18 ngựa cua 2006 mắt cua 3050. Đây, đang trong quá trình làm dàn cầu cái này chưa xong ha. Hiện tại là khoảng này mình thấy khối lượng khoảng 70%. Đó, mấy cái đầu máy thì khách đang hẹn sửa. Thì một con máy khủng này nó biết này, máy này chắc đang trong quá trình vệ sinh như nè. Con này như là Isuzu ha. Như Isuzu vậy. Isuzu Turbo Gin. À, chú Sơn này sẽ vệ sinh xương xương rồi sẽ test một con Yanma 4T 86 cho anh em xem ha. Mới về một cặp máy Yanma 4T 86, đầu lạnh nha anh em, đầu xám, đầu lạnh rút xuống. Đây, nên hiện anh vẫn còn một con 4T Yanma 112, chỉ con 4T bự nữa. À, sát nó bự quá trời vậy. Con này đẹp không? Quá trời sát nó lớn nha. Này Yanma 4T 88 nghe nè, này cũng mới về luôn ha. Đầu đen. Wow, trời nó bự luôn anh em. Yanma 4T 88. Còn cái bộ ống gin luôn anh em ơi. Đó. Yanma 4T 88. Anh em đang test cho khách xem ngoài một con máy khác rồi anh em. Thử xíu ngoài quay ha. Cái thông số này nó hơi màu anh không rõ. Nói chung là con này là Yanma 4T 88 ha. Anh em mới về luôn. Còn con này là Yanma 4T 112. Con đó thì tập bugin nghe nè. Yanma 4T 112 thì tập bugin. Con này là ngân cầu mới vậy ta. Con này Yanma 3T 72 nè. Nó làm, đang làm lên ngân cầu mới. Này cua tao 4 ha. Bây giờ đây có mười mấy con anh em ơi, mấy bà mấy bốn nè. Này này là cua ta mấy vậy nè?
quê 4 là lòng 75, 4 bét lớn, quê 1002. À, quê 1002 bét lớn. Bé, là khu ta 75 hả? À. Khu ta 475 là 75 ly. À, mới ghê à. Bét lớn. Gọi là quê 1002. Nó nữa bên lóc rồi nè. À, quê kia. Không, không thấy đây mà lần đa số nằm bên đây đúng không? Không, phụ ta nằm bên đây. Nằm bên đây hả? Bên... Này thì phụ ta nghe nè mày. Màu pin đúng không? Xin ghi thơ máy luôn. Màu xanh. Phụ ta 4. Này thích hợp cho anh em chạy mấy cái vỏ mà 8m1, 8m7 đó. Nói chung cái vỏ này, cái máy này nó nhẹ xác nghe nè mày. Nó 4 máy nhưng mà cái xác nó rất là nhẹ ha. Anh em chạy vỏ 8m1 vẫn bình thường. 8m1 lái khoảng 1m2, 1m3 đó thì bình thường nha. Tại vì lý do là cái xác nó rất là nhẹ. Trong vòng máy 4 là máy cu ta là nhẹ xác nhất nha nè. 4 máy nhưng mà nó rất là nhẹ xác ha. Mình nghĩ xíu là anh Hề sẽ test một con Yamaha 4T 86. Mới giờ một cặp nha nè. Cặp thì thầy sẽ test một con ha. Máy máy này thì anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ số Zalo có nhận sẽ test cho bạn xem ha. Test thích con nào đó là thích rất các bạn. Máy mới luôn anh em ơi, cái điện ha. Yamaha 3T63 từ 2025. Mà 3T63 từ 2 nữa ha. Đây. Con này thì 68, 68 15 nữa. 68 là sắt lớn hay sắt nhỏ nè? Sắt nhỏ. Sắt nhỏ ha. Nhìn lại chung là đi 63 66. Thì sắt lớn phải không? À, hai sắt nhỏ trong đó. Vậy là hai con đó là 68 sắt nhỏ nghe anh em. Nó dẫn 14 15 ngựa luôn ha, mà sắt nó nhỏ hơn. Nó 15 ngựa gì là nói chung với sắt lớn, nhưng mà cái nền máy của nó là nó sẽ hợp với gắn vô máy 63 66 được ha. Đó là dàn mang 3T 68 sắt nhỏ, hai con anh em ơi. Mới về luôn ha. Hai con dàn mang 3T 68 sắt nhỏ. 15 ngựa. Thì tua nó khoảng cũng 2.900 3.000 đó anh em. Con này thì dàn mang 3T 68 sắt lớn ha. Nó dẫn 15 ngựa. Nhưng mà cái nền nó sẽ chung nền với 72 sắt lớn anh em. Chung nền với 72 ha. Dàn mà bà T 68 15 ngựa, tua 2006, mất tua 2008 ha. À, còn đây một cái máy trong này máy mới nữa, này chưa có ra, cũng dàn mà đó nè. Con nó thì nằm trong cái bọc còn nguyên ha. Tại về khoảng mười mấy máy này nè, máy 3, máy 4 được có. Đây, nằm có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Hoặc là anh em kết bạn qua Zalo thì thích con máy nào anh sẽ test cho anh em xem, test trực tiếp luôn ha. Test trực tiếp cho anh em xem. À, thì chút xíu là anh này sẽ rút cái con máy dân màu 4T86 test cho anh em xem trước nha. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ, tại vì anh mới về một cặp này luôn nghe nè. Một cặp dân màu 4T86. À, dân màu 4T86. Dạ, xíu đề. Đây là con Isuzu này 4KH1 đó nè. À, đây, con này 4KH1 nghe nè. Này mới về luôn ha, con này thì lọc 95 ly turbo gin. Quay đi cái một gin cái đi. À. À, lâu quá không có lên. Này Isuzu 4KH1 lòng 95 ly turbo gin anh em ơi. Này giá tầm trung ha. Tầm khoảng hai mấy triệu à. Đây. Này nó turbo gin nó rất là mạnh nha anh em. Mình chạy mấy cái vỏ 9.2 nữa ha. Rất liêm luôn. Chung máy này nó cũng giá rẻ. Rẻ hơn cái dòng Yamaha với Kuta nhiều ha. Khoảng nửa giá của cái giặc mà 4T à. Nhưng mà nó rất là mạnh ha. Nè, chung máy tầm trung anh em đi máy này rất là vừa. Nó turbo gin nó mạnh luôn anh em ơi. Tải tốt đi tốc độ cao luôn. Bao tốc độ luôn ha, tốc độ cao. Đây, Isuzu. Isuzu 4KH1 là 95 ly turbo gin. Đây turbo gin này nè, turbo nó rất là lớn ha. Không, turbo nó rất là lớn. Anh ta. Nguyên cái turbo lớn. Còn sạc là đủ anh em ơi, sạc luôn ha, sạc K12. Đây. Về là còn cái mâm này nguyên luôn nè, còn nguyên cái mâm của cắt xuống này, nguyên luôn ha. Cái đường này thì được cái họng e qua. Đây. Màu của nó là màu bạc nha, bạc ha, màu bạc. Ở đây ha. Bạc. Đó. Này 4KH1 là 95 ly turbo gin. Đó là mới về mười mấy con anh nè, Yamaha rồi Kuta, mấy ba mấy bốn được có ha. Thì tại xưởng tiện Minh Hiền rất là nhiều. Thì chút xíu này sẽ test con này trước ha. Đó, con này đó thì Yamaha 4T86 đầu xám nè, đầu xám đầu lạnh đầu xám. Đây còn cái nọng phía sau nè, còn cái nọng phía sau có cái bánh đà này anh em ơi. Bánh đà thì nó có cái nọng luôn ha,
cái cặp tai game còn dưới luôn. Đầu xám, đầu xám nó hay đợi một cái mấy đầu lạnh với cái đầu đèn đó nè. Em mình đa số đầu đèn là nó mắc hơi. Quên mấy cái đèn nè. Đầu này 2003 hả? Mà cái đầu đèn nó mắc hơn không? Có nhiều, đầu này nó có ba mấy à. À, đầu đèn nó mắc hơn nha. À, nó hai vòng nên em. Đầu đèn nó tới, nếu mà đầu đèn nó tới 50 60 mấy 60. À, giá cao hơn này gấp rưỡi luôn ha. Rồi. Vàng mạ 4T 86. Vậy là đầu lạnh nó sẽ rẻ hơn đầu đèn anh em ơi. Đèn nó giống màu xám nha, mà đầu đèn nó giá nó cao hơn gấp rưỡi. Đồ ở đây. Bốn máy này nè, bốn máy. Nè, còn cái cạc tay gin ấy theo máy luôn nha anh em. Anh em về mà làm nhân cầu á thì mình sẽ muốn để ha, để thì để mát máy khoảng mười mấy lít á. Còn anh em mà muốn cắt ra làm gọn thì làm gọn lại, làm thì nó nhỏ lại ha. Cạc tay này 13 lít phải không? 13 lít. Còn mình cắt mình chế lại còn có 6 lít không? Tầm nữa phân nữa. À 6 lít là nó vừa mát ha. Đây 203 hả? Số nè. Ừ, đúng rồi, mô đen này 2003 kêu là đời cái gì 2003 là đáng nè. Rồi 2003 đúng ha, mô đen kia 2003 thôi không biết đề thử anh em ơi. Cái này về cái này là đẹp dữ rồi chứ nó thường nó ra nó cũng ít máy đẹp, dòng này ít không hết luôn. À đời 2003 dân mau 3T đúng rồi này. Quá anh ơi. Cái này nè. Nhạy ghê ha. Rất là nhạy. Cái này là cái chỉ chai nước là cái gì đó? Dầu của ta bao hơi bao hơi à. Đẩy lên nó nâng lên hơi xuống à. Còn bình thường mình làm vô nhà cầu là mình tháo nó ra ha. Ừ. Cũng để gì có không để à, không có nước màu hay ha, nóng. Tết trực tiếp thì không tết lâu nghe nè, thì nóng máy ha. Trên mày máy mình phải vô nước là mình mới để lâu được. Giang ma 4T 86 công suất thì tầm khoảng 35-40 HP nghe nè. Tập đó ha. Thì thích hợp cho nên mình chạy giỏ 92. Dạng 1 thì tập 6, dạng cặp luôn nghe nè. Thì tiền Tết con này ha. Thì con này 4K1. Con đó còn một con nữa, dạng cặp nữa. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nghe nè. Chân ma với cô ta. Rồi, kết thúc video tại đây nha các bạn.